Và hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ thì chúng ta lại cùng nhau chung mình giá Nhưng mà trước hết thì hướng chia sẻ với các bạn cái danh mục đầu tư thật của thường như thế nào Rồi sau chúng ta mới bắt đầu chung mình giá vào cái danh mục demo Thì chúng ta cũng đã thấy trên màn hình đó, thì bây giờ thường vẫn lưu trữ rất nhiều BTC So với lại những cái đồng khác các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay hồi sáng này thường cập nhật đó Là 53% là nằm ở BTC 27% là Ethereum 12% là BNB, 5% là Cardano, 1% là Bitdao, 1,5% là đồng CEO, đồng Kronos của Crypto.com và 0,5% là những đồng nhỏ hơn như là Solana, FTT và Polkadot. Thì các bạn đã thấy ta từ nhiều tháng rồi như là thường đã chia sẻ đó, cái thời điểm là tháng 10 của năm ngoái đó, lúc đó các bạn thì được Orcoin tăng rất là nhanh và lấn chiếm qua các phần trăm của BTC ở trong danh mục đầu tư của Thuận Lúc đó các bạn đã nhớ là Ethereum tăng rất là nhanh Chiếm tới 41,04% Đây là lần đầu tiên mà Ethereum chiếm cái tỷ lệ phần trăm cao hơn cả BTC trong danh mục đầu tư của Thuận Thì mỗi lần như vậy nên Thuận đều muốn cân bằng lại cái danh mục này Thì các bạn thấy được là sau bao nhiêu tháng ngày Thì từ mức 35% của tháng 10 đó Thuận chia sẻ với các bạn là Thuận muốn tăng phần trăm của BTC lên Cho đến ngày hôm nay đó các bạn thấy được là BTC một lần nữa đã chiếm hơn phần nửa tỷ lệ trong danh mục tuổi của Thuận rồi nhưng mà thật ra Thuận vẫn muốn phần trăm này tăng lên thêm nữa Đối với Thuận bây giờ đó thì dựa theo cái phần trăm phân bổ trên thị trường thì khoảng chừng là 56-57% là cái phần trăm mà Thuận muốn thấy BTC trong danh mục này thì lúc mà thị trường tốt các bạn thấy được là giữ nhiều BTC thì không có cái sự tăng trưởng nhiều nhưng mà khi mà thị không tốt các bạn mà thấy được là BTC thật ra là một cái đồng mà có thể giữ giá được tốt hơn cũng đi xuống nhưng mà Coin sẽ đi xuống nhiều hơn là Bitcoin rất là nhiều và đối với thuận đó, đầu tư dài hạn thì các bạn cần phải nghĩ là đúng là bất cứ cho một khoảng thời gian ngắn nào đó thì Ethereum, BNB, Cardano, CEO, Solana những đồng này có thể là có cái phần trăm tăng trưởng nhanh hơn gấp mấy lần thậm chí là gấp 10 lần BTC nhưng mà một điều mà những nhà đầu tư dài hạn đó thì các bạn cần phải suy nghĩ đến là Bitcoin tuy là tăng trưởng không có nhanh như những cái altcoin tại vì nó là đồng cổ vốn hóa lớn hơn nhưng mà BDC đó thì là đồng đầu tiên và sống sót cho tới, tới bây giờ trải qua bao nhiêu là chu kỳ thì mỗi một lần mà chúng ta thấy được là có một cái chu kỳ mới có một cái đợt tăng trưởng mới thì BDC tiếp tục tăng lên các bạn thấy được là tính 2 năm trước tới bây giờ đó thì giá Bitcoin vẫn tăng khoảng chừng là 10 lần các bạn đã nhớ là tháng 5 à, của năm 2020 đó thì lúc đó giá BDC chỉ khoảng là 5.000 đô mà thôi bây giờ vẫn tăng 6 lần so với cái mức đó mặc dù giá BDC đã xuống hơn phần nửa rồi từ cái đỉnh là 69.000 trả trở về cách đó 2 tháng là tháng 3 của năm 2020 chỉ có 3.500 đô mà thôi thì các bạn thấy được là cho dù BTC vốn hóa đã lớn như vậy vẫn có thể tăng và cái điều quan trọng là các bạn đầu tư qua một thời gian dài đó mỗi một lần thì chúng ta thấy được là cái phần trăm tăng trưởng và cái số lực vốn hóa các bạn có nó ngày lại càng nhiều hơn thì tính ra đô la đó cái phần trăm tăng trưởng nó lại càng nhiều hơn nữa cho nên tối với thường đó BTC chiếm tỷ lệ lớn trong nhà đầu tư cũng là bình thường mà thôi đó là suy nghĩ cá nhân của Thuần Thuần muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được Thì bây giờ đó Thuần đang lưu trữ những đồng nào và phân bổ phần trăm ra sao Và chúng ta có thể thấy là cho tới thời điểm bây giờ đó là crypto chiếm tỷ lệ cũng khoảng chừng là 40% Trong danh mục đầu tư của Thuần hiện bây giờ là khoảng 38,1% Tiền mặt và stable coins đó là khoảng chừng 34,8% và những tài sản khác đó là 27,1% ở thời điểm hiện tại. Hồi sáng nay khi mà thường tính cái số tổng. Chúng ta bây giờ hãy Chuyển qua để mình nhìn vào cái danh mục đầu tư demo mà thu người các bạn cùng nhau tạo à, trong thời gian là 8 tuần qua nên hôm nay là tuần thứ 9 rồi. Nhưng mà trước hết tôi muốn dành một vài phút để mà trả lời một số câu hỏi của các bạn. Nhiều bạn vẫn tiếp tục hỏi Thuận về trung uh, bình giá như thế nào và mặc dù thường đã làm nhiều video trên kênh nên thường biết là có nhiều câu hỏi vẫn chưa có được trả lời. Thì để Thuận dành một vài phút trước hết đó, Thuận lên trên Wikipedia để mà tìm hiểu định nghĩa của Dollar Cost Averaging hay còn gọi tắt là DCA như là trung bình giá đó thì dựa theo Wikipedia chúng ta sẽ thấy được là định nghĩa đơn giản nhất của trung bình giá đó là tính trung bình chi phí đô la hay còn gọi tắt là DCA là một chiến lược đầu tư nhằm mục đích áp dụng các nguyên tắc đầu tư giá trị vào đầu tư thông thường thuật ngữ này là lần đầu tiên được đặt ra bởi Benjamin Graham trong cuốn sách nhà đầu tư thông minh của ông Ram viết rằng tính trung bình giá chi phí đô la có nghĩa đơn giản là người hành nghề đầu tư vào cổ phiếu phổ thông với cùng cái số đô la mỗi tháng hoặc mỗi quý. Bằng cách này đó, anh ta mua nhiều cổ phiếu hơn khi thị trường thấp hơn và khi giá cao anh ta có khả năng kết thúc với một mức giá tổng thể thỏa đáng cho tất cả tài sản của anh ấy trước hết các bạn đã nghe cái tên Benjamin Graham này có thể nhiều bạn nghe cảm thấy rất là quen lý do tại vì Benjamin Graham đó là người mà viết ra cái quyển sách là nhà đầu tư thông minh The Intelligent Investor được sản xuất vào năm 1949 và Benjamin Graham đó là sư phụ của ai các bạn có biết không đó chính là của Warren Buffett. Năm Warren Buffett 20 tuổi đó đã đọc quyển sách này và sau đó làm việc cho Benjamin Graham và rất nhiều. Nhưng cái lý thuyết đầu tư của Warren Buffett ngày hôm nay là đến từ Benjamin Graham cho nên đây là một người cũng rất nổi tiếng thì trung bình giá đó không phải là một cái gì mới hết trung bình giá để được áp dụng rất nhiều trong thị trường cổ phiếu rồi và đây cũng là một cái chiến lược thường áp dụng rất là nhiều năm không phải chỉ riêng ở trong crypto đâu đã từ cổ phiếu qua tới crypto thì tin trung bình giá này đã thật ra có rất nhiều cách làm khác nhau đó là định nghĩa đơn giản và căn bản của trung bình giá mà thôi một số bạn hỏi thường là mình không có muốn trung bình giá mỗi quý hay là mỗi tháng mình muốn trung bình giá mỗi tuần được hay không vẫn được cái trung bình giá đó theo thuận đó thì cái điều quan trọng nhất đó chính là điều đặn và bền bỉ dài hạn có nghĩa là cho dù các bạn chọn là các bạn muốn chung mình giá mỗi 2 tuần mỗi một tuần mỗi một tháng đều được hết miễn là các bạn tiếp tục bền bỉ đi theo cái chiến lược đó của mình và cái số lượng đầu tư mỗi một lần đó thì cần phải có cái sự ổn định không phải là tuần này thì các bạn tăng vọt lên tuần sau thì các bạn cảm thấy là hơi sợ cho nên đầu tư ít lại hay là tuần tới các bạn fomo lại tăng cái số lượng tiền đó lên cần phải có một cái sự ổn định thì có thể nhiều bạn nói là thu nhập của mình không ổn định thì sao thì các bạn cần phải tính một cái mức ổn định giống như là các bạn tháng này nếu tính theo đô la đi giống như là tháng này các bạn làm được 3.000 đô tháng sau các bạn được 4.000 đô tháng tới các bạn làm được 3.500 đô thì các bạn cần phải tính một cái mức trung bình mà cho dù là cái sự thu nhập lên xuống nó các bạn vẫn có thể điều đặn được có thể cái mức đó là 1.000 đô 500 đô tùy theo các bạn tính để giữ cái mức trung bình đều đặn thì nhiều bạn hỏi là có phải là chúng ta chọn một mức rồi chúng ta cứ tiếp tục cứ theo mức đó hoài mãi mãi hay không Rõ nhiên không phải rồi khi mà các bạn có thay đổi trong cuộc sống các bạn có thu nhập tốt hơn thì hoàn toàn có thể là tăng lên nhưng mà chúng ta mỗi lần mà tăng lên như vậy đó thì cũng cần phải tăng một mức nào đó mà các bạn cảm thấy được là các bạn có thể chịu đựng cái mức đó và kiên nhẫn đầu tư dài hạn ở cái mức đó chứ không phải là chỉ tăng trong khoảng thời gian ngắn mà thôi bất cứ các bạn làm cách nào cũng được hết không có một cái quy định nào hay là một nguyên tắc nào nói là các bạn cần phải là tính theo một cái con số phần trăm thu nhập nào hay là tính theo một cái à, thời điểm là tính theo tuần theo tháng theo quý cái nào cũng được hết miễn là các bạn kiên nhẫn dài hạn mà thôi nhưng mà có một điều ra rất là khác đó chính là nhiều bạn thì nói là giống như có 10.000 đô thì mình có thể trung bình giá thực ra cái đó là một cái cách làm nó khác một chút dựa theo cái phương pháp đầu tư đó thì nếu các bạn có một cái số tiền giống như là các bạn à, đột ngột trúng số thì các bạn có một cái số tiền lớn là 10.000 đô, 100.000 đô bây giờ các bạn muốn đầu tư nhưng mà các bạn muốn à, là chia ra để đầu tư để mà giảm bớt nguy hiểm đó thì dựa theo đầu tư đó họ gọi đó là Systemic implementation plan có nghĩa là đây là một cái cách phân bổ vốn hóa để mà giảm rủi ro chứ không phải là trung bình giá mặc dù là cái kết quả các bạn nghĩ là cũng là giá trung bình nhưng mà theo định nghĩa đó thì trung bình giá đầu tư là một cái cách đầu tư thường là cái tiền đến từ thu nhập và đầu tư dài hạn năm này qua năm nọ chứ không phải là chúng ta lấy một số tiền lớn chia ra làm 10 phần rồi đầu tư vào trong thị trường theo mỗi thời gian tại vì tới một mức nào đó các bạn sẽ không còn tiền để tiếp tục nữa cho nên nó khác với trung bình giá ở cái điểm đó một điều khác nữa đó là nhiều bạn thường là mỗi lần thường chia sẻ trung bình giá cái chương mục demo đó thì cũng hơi khó hiểu một chút tại vì chúng ta cần phải tính cái phần trăm thị trường và phần trăm của danh mục đầu tư thì đây là cái cách mà thuận thích làm mà thôi thực ra các bạn có thể nghĩ đơn giản là các bạn giả sử như là các bạn mỗi một tháng đầu tư 500 đô đi thì mỗi tháng các bạn đầu tư 500 đô các bạn chỉ thích có bitcoin tên nhầm, thì các bạn cứ liên tục Bitcoin, Ethereum tháng này với tháng nọ cũng được hết Không cần phải tính phần trăm thị trường chi cho nó đau đầu Nhưng mà đối với Thuận nó thì Thuận thích có một cái sự đa dạng hơn một chút Cho nên mặc dù là Bitcoin vẫn chiếm cái tỷ lệ cao Nhưng mà Thuận thích mà có một cái sự đa dạng trong danh mục đầu tư Và Thuận nghĩ đó là một danh mục đầu tư Đối với Thuận là một thì Thuận chung mình giá vào một danh mục đầu tư Chứ không phải là riêng lẻ một đồng nào Tuy nhiên cái danh mục đầu tư đó, đó thì sẽ phân phối cái phần trăm dựa theo cái phần trăm vốn hóa trên thị trường giống như thường thường thay chia sẻ với các bạn đó chúng ta thấy được là ở bên cái cột này đó là cái số lượng tiền nằm ở trong cái danh sách đầu tư và đây là cái phần trăm phân bổ trong danh sách đầu tư đó còn kế bên đó là cái vốn hóa hiện bây giờ của những đồng này và dựa theo thị trường đó nếu như chúng ta tính đơn giản là tổng số vốn hóa của những đồng này thì mỗi đồng là chiếm tỷ lệ bao nhiêu thì cá mà thường làm đó là các bạn thấy được là bên tai trái là cái phân bổ danh mục đầu tư của thuận bên tay phải đó là phân bổ dựa theo vốn hóa của thị trường cho những đồng lớn này thấp 10 đồng thì chúng ta thấy được là rất rõ ràng là dựa theo tài liệu mới nhất của hồi sáng này đó thì danh mục demo này cái phần trăm BTC cao hơn là cái phần trăm BTC trên thị trường 63% trong danh mục demo và 59% dựa theo vốn hóa thị trường có nghĩa là trên danh mục demo đó căn bản đã có cái số lượng bitcoin cần thiết rồi chúng ta thấy được là cái sự khác biệt lớn nhất đó chính là Ethereum danh mục demo chỉ có 17% mà thôi trong khi mà tính theo vốn hóa đó thì Ethereum phải chiếm tới 25% dựa theo vốn hóa của thị trường đồng kế tiếp đó các bạn có thể thấy được đó chính là đồng BNB đồng BNB đó thì danh mục demo là 3,9% vốn hóa thị trường là trăm khi mà các bạn tính cái số tổng của 10 đồng lớn nhất hiện bây giờ không tính những cái đồng ổn định thì hôm nay chúng ta sẽ mua thêm Ethereum và mua thêm BNB đương nhiên đây là cách làm của thuận mà thôi cách đơn giản hơn là các bạn cứ chọn đồng mình thích rồi các bạn cứ chia ra làm bao nhiêu phần giống như các bạn muốn đầu tư 500 đô các bạn đầu tư hai đồng thì mỗi đồng các bạn có thể chia làm đôi nếu các bạn thích là 250 và 250 thì cứ đầu tư thì nó sẽ đơn giản hơn nhưng mà thuận thì thích cái sự đa dạng hóa này thì hôm nay thuận sẽ thu mua thêm ethereum và thu mua thêm btc trong như mục này và đây là cái tuần thứ 9, mỗi tuần đó thì chúng ta đưa vào một ngàn đô thì đương nhiên như bạn cũng sẽ tiếp tục nói là một ngàn đô mỗi tuần thì mình đâu có tiền đâu mà đầu tư như vậy thật ra đây là danh mục demo mà thôi một ngàn đô cho nó dễ tính đối với thuận chứ còn các bạn có thể áp dụng với bất cứ cái số lượng tiền nào mà các bạn thích một ngàn đô là một con số chẳng để dễ tính mà thôi thì chúng ta sẽ mua thêm Ethereum 500 đô Ethereum và 500 đô BNB có nghĩa là 0.248 Ethereum ở mức là 499 đô. Còn về BNB thì sẽ là 1.57 đồng BNB có nghĩa là 498 đô. Thì là hai đồng mà chúng ta sẽ trung bình giá trong tuần này cho cái danh mục này. Tuần sau chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự để mà tiếp tục cân bằng và thường trung bình giá cả chương một chứ không phải riêng là một đồng nào đó chính là cái cách làm này nếu như bạn cảm thấy là cũng khó là theo dõi được nên có thể là thường phải restart lại và có thể là tìm cách đơn giản hơn là chỉ trung bình giá riêng BTC thôi để các bạn có thể thấy được cái hiệu ứng nhưng mà nó sẽ khá là chán nếu như thường chỉ trung bình giá BTC thôi tại vì thường có thể dùng những cái máy tính có sẵn ở trên mạng và tính trung bình giá để các bạn thấy cái hiệu ứng mà không cần phải tốn nhiều thời gian như vậy thì chúng ta thấy được là sau chín tuần trung bình giá đó giá cả trong dòng chín tuần qua thì các bạn đã thấy là xuống liên tục nhưng mà danh mục này hiện bây giờ đó thì chúng ta thấy là sau chín tuần thì vẫn xuống âm 24,55% nhưng mà các bạn có thể thấy được là nếu như mà chúng ta đầu tư một con số cứ đây chín tuần đó thì cái phần trăm này nó sẽ cao hơn tại vì chúng ta trung bình giá cho nên cái phần trăm đi xuống vẫn là mức là 24.55 nó thấp hơn là các bạn có thể thấy được là cái sự đi xuống giá 2 tháng qua của một số những cái altcoin. Trước khi mà chúng ta kết thúc cái video ngày hôm nay đó thì thường còn một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nhìn trên màn hình đi. Đây là một cái tấm hình chụp ở một cái sa mạc rất là hoang vắng năm 1955. Các bạn có biết đó, cái nơi này bây giờ là như thế nào hay là không? Đây chính là Las Vegas của ngày hôm nay. Mảnh đất này ở sa mạc hoang vắng năm 1955 đó đã trở thành Las Vegas ngày hôm nay thì không có gì là không thể đừng quá tiết kiệm khi mà bạn mơ và một lần nữa đó tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay như mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thăm mô liên của thùng capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn Nefx, sàn Ascendex và như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ ở đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như những mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta cũng thực hay nói đến và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn